Đây là cái nồi đất. Biết rồi. Thử thách của chương trình ngày hôm nay đó cô. Có thử thách nữa hả? Dạ. Vậy em nói đi. Với cái nồi này cùng món vịt mà không đổ nước các cô. Một món vịt không dạ. Cần phải đổ nước. Có gia vị ha. Dạ. Nướng vô bếp làm liền. Wow, đúng là không có gì làm khó được cô ha. Vịt nướng nồi đất thơm lừng chất ngất. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô có phần thịt vịt rồi, cô đã sơ chế. Trước khi mà mình áp chảo phần da vịt á, thì mình sẽ khứa ở trên da vịt những cái đường song song như thế này. Sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp. Rồi, mình sẽ lần lượt cho vịt lên trên này. Mình sẽ đun chảo từ từ. Đó, em thật sẽ cảm nhận được thấy không? Dạ. Tiếng xèo xèo có. Thường với những cái món vịt á, nếu biết làm thì sẽ rất là thơm ngon. Nhưng nếu không biết làm á thì cái mùi vịt nó rất là nặng á cô. Mình có cách nào không cô? Chúng ta sẽ hòa tan một ít rượu trắng với gừng đập dập. Mình sẽ xoa hỗn hợp này lên da vịt để 5 phút sau rửa lại là đảm bảo thịt vịt không có bị hôi lông nữa. Chúng ta phải áp chảo phần da vịt trước để da vịt có màu xém vàng hấp dẫn và loại khỏi cái phần mỡ khỏi cho thịt vịt. Nên mình áp cái phần da xuống như thế thì nó sẽ tươm ra mỡ rất là nhiều luôn. Dạ. Và chúng ta chỉ cần áp chảo phần da thôi, không cần áp chảo phần thịt ha. Rồi bây giờ cô sẽ tắt lửa và mình sẽ vớt cái phần vịt ra. Rồi bây giờ tiếp tục thì mình sẽ ướp gia vị vào trong thịt này. Lá chút cắt nhỏ, một muỗng canh, tức là lá chanh thái. Cô sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh mật ong. Món nướng có mật ong rất hấp dẫn. Dạ. 1 muỗng canh nước xả, 1 muỗng canh nước cốt tắc, 1 muỗng canh hành và tỏi băm, 1 muỗng canh vỏ tắc băm nhỏ, 2 muỗng canh nước mỡ vịt. Nước mỡ vịt hồi nãy mà mình hắn ra đó. Dạ. 1 muỗng canh bột chanh, 2 muỗng canh dầu ăn. Để tạo vị cay và màu sắc đẹp nữa thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê ớt băm. Mình sẽ trộn đều lên và mình để cho thấm. Mới tẩm ướp thôi mà thơm quá các bạn ơi. Sau khi mà chúng ta trộn đều để cho thịt vịt thấm gia vị khoảng chừng 20 phút thì chúng ta sẽ cho vào cái nồi đất và chúng ta đem nướng. Cô sẽ cho một ít những cái xả nằm ở dưới đáy này. Rồi bây giờ cô sẽ lần lượt cho thịt vịt vô. Dạ. Ủa mà cô Hà ơi, mình lựa thịt vịt như thế nào để ngon hả cô? Chúng ta sẽ chọn những con vịt hơi to, đủ trưởng thành. Thì như vậy thì vịt sẽ không có lông con và thịt sẽ thơm ngon hơn. Nó to thì nó sẽ thơm thịt và nó không có bị mùi lông. Rồi còn mấy miếng xả này cô cũng sẽ cho vào bên hông luôn. Phần nước ướp này mình sẽ cho vào trong cái nồi vịt luôn. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ 230 độ trong thời gian khoảng chừng 30 phút. Nhưng mà 15 phút đầu thì mình sẽ đậy cái nắp lại để cho cái thịt vịt nó sẽ giữ hơi, nó chín ở trong đó mà không bị mất nước. Sau đó thì mình sẽ dỡ cái nắp ra, nướng thêm khoảng chừng 15 phút nữa để cho cái phần trên mặt này nè, nó sẽ xém vàng, là nó cạn nước vừa thì là thịt vịt rất là ngon. Cô ơi, nhưng mà trong cái trường hợp cái nồi này hồi nãy cái thử thách nó không có nắp cô ơi. Không có sao hết, trong lò nướng thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái nắp khác hoặc là chúng ta sẽ sử dụng giấy bạc á. Giấy bạc nướng á, mình đậy lại thì cũng được ha. Okay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Lò nướng thì chúng ta nên làm nóng trước ở nhiệt độ 230 độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha muối chấm, 1 muỗng canh nước tắc, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột canh. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê vỏ tắc băm, khoảng chừng nửa muỗng cà phê ớt hiểm. Nếu mà mình xài ớt sừng thì mình sẽ tăng lên. Mình khuấy đều. Như vậy là mình đã có cái phần muối chấm cho món vịt nướng. Rồi, đủ thời gian rồi đó. Bây giờ cô sẽ lấy vịt ra nha. Rất là thơm ha. Và mình sẽ cho thêm lên đây một vài cọng xả để cho nó tươi mới và nó thơm nữa. Một vài lá chút mà cắt sợi. Món này thì ngon nhất là chúng ta sẽ ăn kèm với salad trộn gồm có dưa leo cắt sợi, cà rốt cắt sợi, hành tím cắt lát, rồi húng quế cắt sợi và ớt sừng. Chúng ta sẽ trộn chung với dầu giấm thì sẽ rất ngon đó các bạn và Thanh Phương. Hấp dẫn quá cô ơi. Vịt chín thơm lừng mùi xả tắc, cắn vào cảm nhận được thịt còn mọng nước, ngọt mềm, vị đậm đà, thêm một chút chua nhẹ. Một món ngon khó cưỡng. Không ngờ món vịt nướng nồi đất lại ngon đến vậy. Bí quyết đã có rồi, các bạn hãy thực hiện ngay nhé.